Anh Hạnh, tỉnh lại đi anh, em đây mà. Có ai đâu? Em hát đây nè chứ có ai. Đó, anh lại mơ nữa rồi. Có lẽ tình yêu xuất phát từ cõi lòng, mà đã là cõi lòng thì làm sao quên được. Trưa lắm rồi phải không anh? Thôi, anh ăn cháo đi. Em biết anh đói lắm rồi đó. Mấy ngày nay anh không có ăn uống gì hết á. Dạ. Trời ơi, anh đừng có nói vậy mà. Cùng chung số phận với nhau, không thương nhau thì còn thương ai nữa đâu anh Hạnh. Anh Hạnh, lúc nào em cũng muốn thay thế chị Lan, để lo lắng và chăm sóc cho anh mau lành bệnh. Để anh được sống hoài, sống mãi với em hà. Không, em nói bằng tình cảm của em mù với anh què, chứ không phải nói chuyện yêu đương. Nghe anh quằn quại trong cơn đau mà em trào tuôn nước mắt. Anh Hạnh, anh ơi, nước mắt của em là nước mắt xót thương cho người đồng canh ngô. Kẻ thì bị đuôi mù, còn người thì bị tật nguyền khốn khổ. Cũng lạc mẹ mất cha, cũng bị người ta phũ phàng đánh đập. Chỉ còn trở lại trái tim với một đẹp trên đời này bằng đôi mắt. Nào có mấy ai nhìn người bằng cái lòng cái dạ đâu anh. Trên khắp vỉa hè lê bước ăn xin, em cảm mến anh qua tiếng đàn reo răng. Ôi tiếng đàn ngân lên từ tiếng lòng anh đó trầm bóng nhạc quang còn gian đồng. Là chị Lan, còn em là Huệ kia mà. Cũng là một loài hoa, nhưng đều có sắc hương riêng của nó. Thank you.
bao giờ nói tiếng yêu anh. Em chỉ chấp nhận đỡ đần anh trong cơn bệnh ngặt. Trời ơi anh Hạnh, anh Hạnh ơi, anh ho nữa rồi đó. Anh uống thuốc đi, anh uống thuốc đi cho mau hết bệnh mà. Anh Hạnh, tại sao anh lại đuổi em? Em đi liền nè.